là bước 7 bước ra bài thơ. Là bước 7 bước là ra một bài thơ. Ví dụ đi, ví dụ đi sao làm được? Anh ơi anh làm em coi thử coi. Anh cũng là chùm thơ. Anh, bây giờ anh bước 10 bước, bước ra 10 câu thơ thì em đi. Chùm nho. Mãi cười, mãi nói, mãi vui. Thanh xuân mãi mãi nụ cười trên môi. Làm đi bên đây con làm. Ok. Nè con Linh thổi, con Linh nè đó, thổi từ đó. Các bạn thấy chưa? Chưa. Hết rồi. Cho em đồ, em bỏ anh Linh, em bỏ anh Linh. Ủa ta một đầu nhỏ, đầu bự sao anh đầu nào cũng bự hết vậy? Hai đầu chắc lét à. Tại vì anh hút mạnh quá đó. Nó bị bay. Nó hơi lỡ là hút miếng lòng đỏ vô thành ra nó cũng béo béo.